Ok chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh uh, channel của mình. Thì uh, trong ngày hôm nay thì có một bạn uh, có nickname là Sony Nguyễn hoa nè có bình luận trên kênh của mình và bạn hỏi là làm như thế nào để chúng ta ẩn được cái uh, cái cột mà số thứ tự tức là cái cột mà số thứ tự các cái công tác ở các cái hàng ở trong project tức là cái cột mà nằm ở ngoài cùng đó các bạn thì các bạn nhìn trên màn hình cái cột ở ngoài cùng ví dụ như ở đây là từ 0 cho tới 15 đó là đánh số thứ tự trong MS Project thì bạn Sony Nguyễn có hỏi là làm sao mà ẩn hiện được những cái cột này tức là trong cái video này cái video mà bạn comment á, tức là cái video mà tôi hướng dẫn cho chúng ta cách mà chúng ta chèn một cái cột nào đó trong ms project chèn và ẩn nó đi phải nào? tức là hay nói cách khác là ẩn hiện một cái cột nào đó bất kỳ trong ms project thì bạn mới đề cập là cái cột thứ tự à, thứ tự đánh số phải nào? Nên giống như trong excel một hai ba bốn đánh thứ tự hàng ấy, trong project thì chúng ta nếu mà chúng ta thường thì chúng ta không có ẩn cái này đi bởi vì, vì chúng ta khi mà chúng ta thao tác thì cái mối quan hệ giữa các cái công tác là chúng ta phải đánh theo cái thứ tự đó cái id đó phải nào? À, thì nếu như các anh chị nào à, vô tình thôi tức là khi mà chúng ta thao tác chúng ta nghịch tay chẳng hạn nếu mà chúng ta nghịch tay hoặc là chúng ta tin nghịch chúng ta đang gọi là gì ta đang vọc với phần mềm ta gọi là đang nghiên tìm tòi vọc lung tung trong phần mềm thì vô tình chúng ta lại ẩn cái cột này đi và bây giờ chúng ta show nó trở lại phải nào show nó trở lại chúng ta vào đầu để chúng ta show nó ra ok thì uh, tôi thì cũng không có biết nhiều cách nhưng mà tôi thấy nó tôi thấy có một cái tính năng để show cái này ra thì uh, chia sẻ cho các anh chị và cũng như chia sẻ cho bạn uh, sony Nguyễn quá nè cảm ơn bạn đã comment trên uh, cái kênh của mình một câu hỏi cũng khá là hay tôi khi này cũng chả bao giờ để ý cái việc uh, này vì cái cục này thì tôi cũng hay đỡ nó hiện ra cho tôi không phải tắt cái đi đó nè. thì đầu tiên các anh chị vào cái phần uh, chức năng tab hay là trong cái view chúng ta vào tab ở đây thì chúng ta chọn một table sau đó chúng ta sẽ chọn entry phải không entry là chọn tax entry sau đó chúng ta chọn edit thì trong đây nó có cái cột id các bạn bây giờ nếu mà chúng ta xóa nó đi delete này. ok nè rồi chúng ta coi như thế nào thì nó sẽ ẩn mất cái cột thứ tự này à, lúc này thì cái cột uh, task model nó sẽ hiện ra nó hiện luôn cả cái test tô trái yếu tại sao. Nó lại hiện ra như này. Bình thường thì nó hiện theo dạng ký hiệu khoảng là nếu mà nó có cái cột ID thì nó hiện theo dạng ký hiệu auto hoặc là à là, là, là gì nhỉ Manual không? Thủ công hoặc là auto á. Auto là nó tự động vùng manual là chúng ta chỉnh uh, thủ công. Thì uh, đó, chúng ta vào View, chúng ta muốn bật nó trở lại thì chúng ta cũng vào More Table Touch Entries, right, Edit Thế thì ở đây chúng ta đã xóa đi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần Insert vào và các bạn gõ Tìm cái từ ID uh, là xong có uh, ID sau đó nhấn OK Apply Là nó hiện trở lại không nào? đó nó Hiện trở lại thì lúc này cái Touch mô mod này đọc là Mods thì nó sẽ hiện theo cái dạng gọi là ký hiệu không hiện sâu ra dạng test nữa đó thì nó chúng ta tóm lại là gì chúng ta dùng sử dụng chức năng trong view và hoàn vào table mod table đó, đó rồi chúng ta thực hiện theo những cái gì mà tôi vừa thực hiện là ok chúng ta có thể ẩn hiện nó đi nếu mà chúng ta vô tình chúng ta xóa thì chúng ta chỉ cần mở nó trở lại OK. OK như vậy là cái uh, video chia sẻ một cái nội dung rất ngắn thôi nè. Hy vọng rằng uh, sẽ giúp ích cho bạn uh, Sơn Nguyễn. Hy vọng là cũng trả lời được cái câu hỏi của bạn. Thôi Cảm ơn bạn rất nhiều. Uh, nếu như các anh chị nào thấy những cái thông tin mà tôi chia sẻ trên kênh này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tôi có cái động lực uh, chia sẻ cho mọi người nhiều hơn những cái uh, kinh nghiệm uh, trong cuộc sống trong cái quá trình mà tôi công tác ok thank you cảm ơn mọi người rất nhiều